Hello, rất vui được gặp lại các bạn ở trên kênh Thanh Vũ KTV của mình nha. À, hôm nay tiếp tục là review cho các bạn xem ra cái quy trình gia công đóng gói khẩu trang kiếm thêm thu nhập nha các bạn nha. Thì ở bên đây là đã gia công xong rồi, chuẩn bị đóng gói nè các bạn. Mỗi một thùng là 400 bịch, như vậy là tiền công được 60 ngàn. Ở đây có đánh về làm mấy thùng nè các bạn. Và đây là quy trình đang gia công. Thì không gài làm cũng được nhiều nhiều đó các bạn, không gài làm được tuần rồi. Mỗi ngày 2 thùng, 2 thùng rưỡi, 3 thùng, gì cũng có. Ngày nào xuyên thì mình làm nhiều một tí, làm biếng thì làm ít lại một tí. Hôm nay tới cái công đoạn này là làm khác công đoạn mấy ngày trước đó các bạn. Thùng này nó hơi khó làm hơn. Mỗi một bịch như vậy là phải vô 6 cái khẩu trang. Cái này là hàng gấp chiều nay lên máy bay luôn các bạn. Một bịch 6 cái khẩu trang mà giấy thì phải ship cho nó đẹp, để tem vô giữa rồi dán tem ở ngoài cái bịch. 6 cái các bạn, mỗi một đầu như vậy là 3 cái, phải đúng quy trình như vậy. Nhưng mà thao tác thì nó hơi lâu tí, mà cũng dễ làm các bạn, làm chừng 2 3 bịch là thấy nó quen trở lại rồi. Mấy bữa trước thì làm có một bịch kia có 2 cái khẩu trang thôi. Hôm nay giao cho 2 thùng là 1 bịch, mỗi 1 thùng vô 1 bịch là 6 cái khẩu trang, một cái tem dày cứng ngắc luôn. Cái giấy hướng dẫn sử dụng này cũng khác với cái giấy hướng dẫn sử dụng của cái sản phẩm kia luôn. Cái sản phẩm của cái thùng kia thì mỗi một thùng nó 400 bịch, 800 cái khẩu trang. Còn cái 2 cái thùng sau này thì tới 1.000 cái khẩu trang mà vô có 160 mấy bịch thôi các bạn. Đây là 990 cái khẩu trang người ta giao cho mình, người ta xếp rất là gọn gàng, rất là đẹp. Đậy nắp thùng lại nó dễ cứ ngắt luôn, có cái khớp khớp như vậy mình lại nhấc lên mình làm nó dễ lắm rồi. Thì quy trình mình cũng đang gia công được gần 1 thùng rồi, 2 tiếng. Nếu mà hoàn thành xong một cái thùng này là chắc có lẽ là 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng gì đó. Vừa làm vừa nghe bác mở nhạc nghe, vừa xem tin tức. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng này các bạn. Mình sẽ gấp nó lại làm 2 và mình xếp nó lại làm 3 như vậy. Làm thử một tấm cho các bạn xem nha, cũng rất là dễ gấp. Đây, sau khi gấp xong là nó có hình dạng như thế này, và chúng ta sẽ để cái khẩu trang lên trên giữa. Xếp vào mỗi một bề như vậy là 3 cái khẩu trang. Quay ngược lại bề kia thêm 3 cái khẩu trang nữa là 6 cái khẩu trang. Vô bịch, đóng tem, bỏ vô thùng là xong. Bạn theo dõi mình à, thao tác mỗi một cái bịch như nó bao nhiêu lâu nha các bạn nha. Đây các bạn, thì đã gia công thành
Được một bịch rồi đấy. Đây là sản phẩm mới nè, còn cái bịch mình cầm ở bên kia là cái sản phẩm cũ, có hai cái khẩu trang thôi. Bên đây là 6 cái khẩu trang. Tem nó cũng khác nhau nè các bạn. Giấy hướng dẫn sử dụng cũng khác nhau. Đương nhiên là giá thành nó cũng hơi khác nhau. Về cái giá tiền gia công thì cái hai cái khẩu trang 400 bịch này thì nó lại cao hơn cái sản phẩm mà mình vô cái một bịch là 6 cái khẩu trang nha các bạn nha. Trên là trong 20 ngàn một thùng. Đấy, đây là quy trình mình đã gia công xong cái phần mà hai cái khẩu trang vô một bịch nè. 3 thùng. Có thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like video, chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Và mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc cho các bạn có một ngày thật vui và thành công trong cuộc sống.